Chào các bạn, đây là con cua gáy mồi giọng son của mình. Con này là cua miền Nam. Con này mình mang từ Bà Rịa Vũng Tàu về. Thì miền Bắc và miền Nam thì cái không khí nó khác nhau. Thì về con này về được hơn 2 tháng rồi nhưng nó chưa có nổi hẳn lại. Thì đang tập cho nó và đang nuôi cho nó lấy lửa lại. Con này là giọng son các bạn, chim gốc Bà Rịa Vũng Tàu. Về mất hơn chục hôm không gáy, giờ nó ấm, thời tiết là mùa bắc miền Bắc nó mấy hôm nay nó ấm lại thì bắt đầu thấy nó gáy. Con này là con mồi thì mình cũng nuôi được 3-4 năm rồi, con này cũng bắt được hơn 20 con rồi. Thì về đây cũng bữa trước cũng bắt được 2 con nhưng mà gáy vẫn chưa căng. Con này chắc phải mất một cái thời gian nữa thì nó mới căng trở lại được. Vì miền Bắc cái thời tiết nó thay đổi và nó lạnh lắm. Con này giọng son, con này rất lẹ miệng. Nếu mà bắt chim thì bắt tương đối nhanh. Nhưng mà với cái giọng son và giọng đồng, nhưng mà các bạn biết là giọng những cái giọng này nó không bền chim bằng giọng thổ, hoa thổ. Con này nhìn tướng thì nó cũng không to lắm nhưng mà nhìn cũng trung bình. Chung là chim sáng chim. Cườm cũng nhìn cũng tạm được. Thì con này tôi nghĩ chắc về đây cái thời tiết này chắc cũng mất thời gian nó ra Tết cho nó ấm, khả năng lại đi bắt lại được. Nó mới nổi lại được. Đây là con cu mái, mình nuôi con cu mái này mục đích là để cho nó gáy, để những con cu mồi nó sung hoặc là những con cu bổi bắt được nó dễ gáy. Vào miền Nam thì mình cũng chơi cu và khi về miền Bắc thì mình mang gần chục con về. Thì đây là một trong hai con. Còn những con kia thì là chủ yếu là bổi, cũng bắt đầu nổi. Thì con này hy vọng là mình nuôi nó lên lửa để ra riêng nó ấm lại thì mình đi bắt. Con này lúc nó căng lửa nó rất dữ. Về miền Bắc này thì cũng ít người chơi chim hơn ở trong cái miền Nam. Trong miền Nam mình sống thời gian trong đấy cũng rất nhiều anh em chơi chim. Nhưng về miền Bắc này, nhất là quê mình thấy ít người chơi chim, cu gáy. Và hay nữa ở ngoài tự nhiên cu gáy nó cũng không được nhiều lắm. Và mùa này lại là mùa đông nên không thấy có chim ấy. Thì hy vọng tới là qua Tết, thời tiết ấm lại, chuyến mùa hè thì khả năng con mồi này nổi lại, mình đi bắt một số con về nuôi. Mình rất là đam mê và thích con chim cu gáy. Anh em nào gần Vĩnh Phúc có cơ hội chúng ta chơi giao lưu cùng cái đam mê cho con cu gáy. Tôi ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc rất hân hạnh được làm quen và giao lưu với các bạn. Con chim này giọng son và nó có một cái cánh lông cánh màu trắng, nhưng mà do nó đang thay lông dở nên cái cánh lông trắng chưa ra. Con này có một cánh lông trắng. Cái video này lại dừng ở đây. Thì rất là hân hạnh được giao lưu với các bạn làm quen. Ai gần chúng ta có thể giao lưu chơi với nhau cùng cái đam mê đây con chim cu gái. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.